kính chào quý nhà đầu tư, chúng ta lại gặp lại nhau vào 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần, chương trình livestream D-Insight cùng với các chuyên gia của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, chương trình phân tích chuyên sâu về đầu tư và các kênh tài sản đầu tư. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bàn luận về chủ đề đó là lựa chọn triết lý đầu tư bền vững để hành động. Thì trong quá trình mà các chuyên gia của chúng tôi bàn luận thì các bạn có thể comment những câu hỏi ở dưới hoặc là inbox trực tiếp cho chúng tôi để cuối chương trình thì các chuyên gia sẽ giải đáp những câu hỏi của các bạn. Trước tiên thì khi đi vào chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu các panel ngày hôm nay. Đó là có anh Phạm Thiên Quang, Director của phòng DeWell, có anh Nguyễn Sĩ Hiệp của phòng DeWell, có anh Phạm Đăng Khoa của phòng DeWell và anh Bùi Sơn Tùng của phòng DeWell. Và tôi moderator ngày hôm nay là Lương Duyên. Và với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi theo 3 bức tranh. Bức tranh thứ nhất đó là cập nhật tình hình những điểm nhấn trong tuần vừa qua. Thứ hai đó là lựa chọn triết lý đầu tư bền vững để hành động. Và thứ ba đó là định hướng cho nhà đầu tư. Chúng ta đi vào phần đầu tiên đó là cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thì câu hỏi tôi sẽ xin hỏi các chuyên gia đó là trong tuần vừa qua nếu như mà chỉ ra 3 câu chuyện cần lưu ý và trao đổi thì các chuyên gia có lưu ý gì cho nhà đầu tư và có dự báo gì trong thời gian tới? Xin mời anh Khoa. Trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy có một cái điểm rất là đáng thú vị. Đấy là thị trường Việt Nam gần như là một thị trường rất là khỏe trong số các thị trường chứng khoán quốc tế. Thì trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có những cái phiên giao dịch rất bất ngờ khi mà một số cái cổ phiếu vốn hóa lớn và trong tình trạng headroom tăng rất là mạnh và hầu như là không ai dự tính được cái điều này. Thì cũng cùng lúc đó thì cái quỹ đầu tư chỉ số Diamond của VFM thì họ đã phát hành thành công đâu đó khoảng trên 400 tỷ giá trị chứng chỉ quỹ. Thì đây nhiều khả năng chính là cái động lực mà giúp cho thị trường tăng giá vượt trội trong thời gian vừa rồi. Và đây không phải lần đầu tiên mà thị trường Việt Nam có cái khả năng đi ngược nhờ vào cái hoạt động của các cái quỹ đầu tư chỉ số. Tôi nhớ trong năm 2018 đã có một giai đoạn mà cái chứng chỉ cái quỹ đầu tư của VFM vào cái danh mục VN30 huy động vốn rất thành công và đã giúp thị trường đi ngược một giai đoạn rất là dài. Và bây giờ chúng ta lại thấy một cái hiện tượng như thế, tức là dòng tiền nó đang quyết định hướng đi của thị trường thay vì những cái kỳ vọng của giới đầu tư. Đó là cái diễn biến tôi nghĩ là đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Và với cái đà phát hành của Diamond hiện tại thì hoàn toàn có thể đẩy thị trường lên những cái mức mà mọi người thấy là không thể tưởng tượng nổi trong cái bối cảnh mà kinh tế đang yếu như bây giờ. Còn các chuyên gia khác thì anh Hiệp có bổ sung gì thêm không? Bạn Khoa thì nói về vấn đề về thị trường, tôi nói thấy có một câu chuyện mà đáng chú ý về mặt vĩ mô và nó sẽ trả lời cho cái con đường của Việt Nam ở trong tương lai xa hơn. Đó là vừa rồi là chúng ta nhìn thấy có cái nhóm Quad. Quad là bao gồm có Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, là những cái 10 năm trước là họ thành lập ra để đối phó với cả thảm họa sóng thần. Thì đấy là một cái cơ chế đối thoại để có thể cộng tác với nhau trong việc đối phó với thảm họa. Cái việc đó nó được ngủ yên trong 10 năm qua thì gần đây thì là cái bộ tứ đấy lại khởi động lại để nói chuyện với nhau về việc phối hợp với nhau để xử lý vấn đề Covid và hậu Covid. Thế một cái mới là bây giờ mời thêm các thành viên tham dự thêm vào là có New Zealand, Việt Nam và Hàn Quốc. Thực ra thì theo tôi nghĩ thì đây chỉ là một cái cơ chế cũ được dựng lên và để phục vụ cho cái mục đích mới. Thì chúng ta nhìn thấy là những cái đất nước đó là tạo thành cái bổ sung cho nhau. Bổ sung cho nhau như kiểu là tạo cái nhóm mà có những thế mạnh bổ sung cho cho những cái bất lợi của bên kia để tạo nên một cái chuỗi giá trị. Thế thì việc khơi gợi lại cái cơ chế đối thoại này ấy, là dẫn đầu bởi Mỹ, thì
thì lúc đó các chuyên gia phỏng đoán rằng đây là một cái cớ để Mỹ tạo ra một cái cơ chế đối thoại mới với những nước thành viên mà không có Trung Quốc ở trong đó, để tạo nên một cái sự tổ chức lại chuỗi cung ứng. Thì đây là phỏng đoán mà chúng ta phải theo dõi tiếp. Thì nếu như đây là sự thật thì Việt Nam là được chọn. Việt Nam được chọn. Trong đó thì chúng ta vừa rồi đã thấy là Ấn Độ đang rất là, tại vì chúng ta nhìn thấy Ấn Độ là một đất nước rất đông dân, tương tự như Trung Quốc, nhưng mà họ lại bị mất cái vị thế của cái nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Và vừa rồi Ấn Độ rất quyết liệt trong cái chuyện là kéo công ty Trung Quốc, Âu Mỹ từ Trung Quốc đi sang Ấn Độ, và họ cam kết một cái diện tích đất dành cho những công ty đấy gấp 6 lần Singapore để làm khu công nghiệp. Đấy thì đây là một, và Nhật Bản cũng đang có những cái gói hỗ trợ để cho giúp các công ty chuyển ra khỏi Trung Quốc. Đấy thì chúng ta nhìn, và chúng ta nhìn thấy là Hàn Quốc là đã bắt đầu có những cái bước đi đầu tiên. Trước đó rất là nhiều so với cả Mỹ, Nhật là đã chuyển dẫn đầu với Samsung, LG sang đặt cơ sở tại Việt Nam. Thế thì Việt Nam lại nổi lên bởi cái khả năng là kiểm soát được bệnh dịch, đất nước không những an toàn về chính trị, có lợi thế về địa lý gần với Trung Quốc, và bây giờ lại có khả năng kiểm soát những vấn đề rất là lớn như là dịch bệnh. Thế cho nên là Việt Nam như kiểu ứng viên bên cạnh Ấn Độ, những cái nước khác, thì sẽ tạo thành một cái cơ chế. Đây là cái mà tôi nghĩ là nó sẽ vẽ lên một cái câu chuyện rất là khác cho tương lai của cả hệ thống này. Nó là một cái game changer, nó là một cái thay đổi cục diện. Thì tôi nghĩ, tôi kỳ vọng vào tương lai của cơ chế này. Vâng, vậy thì qua cái hai câu chuyện của hai anh là anh Khoa và anh Hiệp thì cho thấy là trong tuần vừa qua thì cái động lực để thị trường có thể tăng giá như thế thì có lẽ là do, như anh Khoa nói, là do cái chỉ số Diamond, và anh Hiệp thì đưa ra một ý đó là cái nhóm Quartz để đối trước đây, trước 10 năm trước thì được lập ra để đối phó với cái thảm họa của sóng thần, thì bây giờ đang được Mỹ khơi lại để có thể là chống cái Covid và cũng thêm các quốc gia khác vào để có thể là đẩy Trung Quốc ra ngoài, và Việt Nam có thể là một trong nước có hưởng lợi ở đây. Và chúng ta sẽ đi vào với... ngoài ra mình bổ sung thêm một ý nữa. Có một cái báo cáo của bên khá là đáng lưu ý của Goldman Sachs đưa ra một cái bảng tính cái chỉ số B của Quốc 24 tháng của S&P 500 đang ở mức cao kỷ lục. Nói chung là chưa bao giờ cao như vậy. Lý do đơn giản là hai cái nền tảng giá của chứng khoán với lại cái earning của nền kinh tế nó quá tách rời xa nhau thôi. Nên là nó dẫn đến chỉ số 24 tháng gọi là forward PE là đang ở mức cao kỷ lục. Và cũng trong báo cáo này thì Goldman Sachs cũng đưa ra một cái dự báo luôn là cái EPS chung của toàn bộ các doanh nghiệp của Mỹ là nó sẽ không thể quay lại cái đỉnh ở những cái giai đoạn trước cho đến năm 2023. Thế là coi như là đỉnh rồi, và để mà nó tăng trưởng lại cái mức cũ thì đến 2023 mới là quay lại ở cái đỉnh cũ. Đó cũng là một cái mà chúng ta rất đáng lưu ý thêm trong tuần vừa rồi. Bổ sung thêm. Đó là ba cái câu chuyện mà nhà đầu tư đáng lưu ý trong tuần vừa rồi. Vậy chúng ta sẽ sang với cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là lựa chọn triết lý đầu tư để hành động, triết lý đầu tư bền vững để hành động. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta cũng đi theo ba bức tranh, đó là khái quát về các triết lý đầu tư, lựa chọn triết lý đầu tư bền vững và bài học để áp dụng vào thực tế. Thì về phần khái quát triết lý đầu tư thì xin mời anh Tùng có thể nói cho các nhà đầu tư để có thể hiểu rõ hơn. Xin mời anh Tùng. Chúng ta sẽ phát từ vấn đề ấy, là đây là kế hoạch của một nhà đầu tư cụ thể, đúng không ạ? Khi mà khách hàng đến với chúng ta thì khách hàng có nhu cầu là, ví dụ như khách hàng muốn nghỉ hưu sau 20 năm nữa và muốn có 20 tỷ đồng, đúng không ạ? Và danh mục hiện tại thì là trị giá 1 tỷ đồng. Mỗi tháng thì nhà đầu tư có thể bỏ thêm vào 5 triệu một tháng. Về tài sản phòng vệ thì tức là bao gồm là
tài sản quỹ dự phòng và bảo hiểm thì đã có đầy đủ hết cả. Thì bây giờ câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư trong trường hợp này là tôi nên đi theo cái triết lý đầu tư gì và phân bổ tài sản ra làm sao, đúng không ạ? Thì khi mà để giải quyết câu hỏi này á, thì chúng ta xem là chúng ta có những lựa chọn gì. Này, chúng tôi đã phát triển một cái công cụ. Đây đúng không? Đây là trang tích sản của VNDirect. Không, anh có thể lên. Chúng tôi phát triển một cái công cụ để hỗ trợ nhà đầu tư trong cái quá trình lập kế hoạch như này. Rồi, nhà đầu tư có nhu cầu nghỉ hưu sau, giả sử như là tôi năm nay 30 tuổi đó, muốn nghỉ hưu vào năm 50 tuổi, tức là sau 20 năm nữa. Và đây là tôi đã kế hoạch đến năm 50 tuổi. Mỗi tháng tôi đầu tư vào 5 triệu. Hiện tại tôi đã có 1 tỷ đồng. Hiện tại tôi đã có 1 tỷ đồng. Dự kiến là tôi có thể đầu tư với tỷ suất lợi nhuận là 10% một năm. Thì bây giờ chúng tôi tính toán là với cái kế hoạch đầu tư này thì khách hàng chỉ có được là hơn 11 tỷ đồng sau 20 năm nữa. Mà mục tiêu của khách hàng là muốn có 20 tỷ đồng, thì bây giờ chúng ta bài toán của chúng ta giải quyết như thế nào đó. Có, chúng tôi đưa ra mấy giải pháp. Đầu tiên là chúng ta có thể tăng cái tuổi nghỉ hưu lên. Tức là tăng thời gian đầu tư lên đó. Thay vì đầu tư 20 năm thì chúng ta đầu tư thời gian nó lâu hơn nhỉ? Ví dụ như chúng ta đầu tư lên 57 tuổi đó, thì có thể hoặc 56 tuổi thì chúng ta đã có 20 tỷ đồng rồi. Đấy là một giải pháp đó. Giải pháp thứ hai là ví dụ nếu mà chúng ta giữ nguyên cái thời gian đầu tư này và tăng cái số tiền tiết kiệm lên, tăng số tiền tiết kiệm hàng tháng lên, đúng không ạ? Thì đâu đấy chúng ta phải tiết kiệm khoảng tầm 16 triệu một tháng. Thì chúng ta đạt được mục tiêu là 20 tỷ đồng sau 20 năm nữa. Cách thứ ba là chúng ta có thể tăng cái tỷ suất lợi nhuận, đúng không ạ? Tức là giữ nguyên cái đóng 5 triệu một tháng nhưng mà tăng tỷ suất lợi nhuận, chúng ta tăng, ví dụ tăng tỷ suất lợi nhuận là đâu đấy lên khoảng tầm 14%, 13-14% một năm, tức là tăng từ 10 đến khoảng 13% thì con số sẽ có vào khoảng là 20 tỷ đồng một tháng. Thì túm lại là với cái bài toán như thế thì chúng ta có đưa về hai phương án. Một là liên quan đến thời gian đầu tư và số tiền tiết kiệm hàng tháng, thì cái này vấn đề thuộc về tài chính cá nhân. Cái thứ hai là cái tỷ suất lợi nhuận ấy, mà chúng ta tăng từ 10% đến 14% ấy, thì nó đâu đấy nó rơi vào tầm triết lý đầu tư và cái việc phân bổ tài sản như thế nào, đúng không? Thì cái trong buổi hôm trước thì chúng ta đã nói khá nhiều về tài chính cá nhân rồi, thì buổi hôm nay chúng ta đào sâu về cái triết lý đầu tư. Vậy thì trên thế giới thì có những triết lý đầu tư như thế nào? Thì Tùng tóm tắt qua lại một chút, chúng ta có thể phân biệt làm mấy học thuyết về đầu tư này. Đầu tiên là đầu tư thụ động, đúng không ạ? Tức là dựa trên cái lý thuyết là thị trường hiệu quả và không ai có thể đầu tư mà có lợi nhuận vượt thị trường cả. Thì khi mà theo cái lý thuyết này, cái chiến lược đưa ra cho nhà đầu tư lấy là tối ưu việc phân bổ tài sản và tối ưu chi phí, đúng không? Chi phí càng thấp càng tốt. Cái thứ hai đấy là nếu mà bạn tin rằng là bạn có thể đánh bại thị trường, có đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường, thì cách tiếp cận là có thể đầu tư ngắn hạn và dài hạn, đúng không? Ngắn hạn thì là ví dụ rất nhiều trường người đầu tư theo kỹ thuật căn cứ vào giá và khối lượng để đưa ra chỉ báo, hoặc là vẫn đầu tư ngắn hạn nhưng mà họ lại theo hướng cơ bản, ví dụ như là họ dự báo kết quả kinh doanh trong thời gian tới là tăng hay giảm, sau đấy họ hoặc là dự đoán vĩ mô như thế nào để họ đưa ra quyết định. Về dài hạn thì có một cách đầu tư đấy là đầu tư giá trị, tức là họ so sánh giá và giá trị của doanh nghiệp, sau đấy thì nếu mà cái biên an toàn đủ hấp dẫn thì họ sẽ quyết định mua vào. Đấy là sơ qua về một số học thuyết đầu tư. Một số chiến lược đầu tư khác của người ta cũng trên thế giới, các quỹ cũng hay phân bổ theo chiến lược như này, tức là đầu tiên là cái cột trục tung này, tức là phân theo vốn hóa, đúng không? Và cái bên dưới là cái chiến lược đầu tư theo giá trị, tức là những cổ phiếu định giá rẻ hay là tăng trưởng là những cổ phiếu mà định giá đắt nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, và đâu đấy là cái cân bằng ở giữa. Thì kết hợp mix các món này với nhau thì chúng ta có chiến lược, chín cái chiến lược đầu tư khác nhau để nhà đầu tư có thể lựa chọn. Thì đây là Tùng giới thiệu sơ qua một số cái chiến đầu tư, có lẽ bạn Duyên sẽ muốn bổ sung thêm một số các cái nhà đầu tư nổi tiếng khác với các chiến lược của họ. Cảm ơn anh Tùng. Thì tôi cũng có tham khảo một chút về một số nhà đầu tư ở trên thị trường, trên thế giới. Thì đây là ông Philip Fisher, ông được gọi là cha đẻ của đầu tư tăng trưởng.
Và triết lý đầu tư của ông đấy là đầu tư vào các công ty có tiềm năng phát triển này. Ông đầu tư dài hạn, những cái thông tin ông lựa chọn là thông tin quan trọng và càng đơn giản thì càng tốt. Thứ hai là ông Benjamin Graham, thì đây là nhà đầu tư giá trị. Với chiến lược đầu tư của ông đó là chỉ mua khi chắc chắn rằng công ty đó có giá trị cao hơn chi phí của nó. Thứ hai đó là bán ngay khi công ty được định giá quá cao. Và thứ ba là hiểu rằng thị trường luôn biến động. Và ông có một câu đấy là đầu tư có hệ thống cuối cùng sẽ được đền đáp với điều kiện là nó được tuân thủ một cách tận tâm và can đảm trong mọi điều kiện của thị trường. Thì đây là ông đưa ra cái hệ thống đầu tư của ông là đầu tư bằng các khoản tiền bằng nhau và các khoảng thời gian, như đầu tư vào các tháng và đầu tư theo quý. Tích lũy đều đặn theo tháng. Đúng rồi. Thì sẽ mang lại cái lợi ích và cái có thể làm giàu nhanh trong dài hạn. Đây là cái nguồn ông, cái hệ thống đầu tư đều đặn của ông là 10.000 đô la. Và sau, từ năm 2005 đến năm 2019, thì đến năm 2019 thì lên đến 1.545.000 đô la. Và đây là ông Jack Bogle. Thì ông là người tiên phong trong đầu tư chỉ số. Thì chiến lược đầu tư của ông là đa dạng hóa, giữ chi phí thấp, giữ trong thời gian dài và đừng cố gắng kéo thời gian, nắm giữ nó với số lượng lớn. Tiếp theo là Warren Buffett. Thì triết lý đầu tư của ông là theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đừng để mất tiền. Nguyên tắc thứ hai thì không bao giờ quên nguyên tắc thứ nhất. Và ông có một câu là suy thoái của thị trường thì không làm phiền đến chúng ta, và đó là cơ hội để tăng quyền sở hữu của chúng ta đối với các công ty lớn, để có thể có sự quản lý tuyệt vời với giá tốt. Và đây là ông nói về là nếu như mà chúng ta sợ hãi và tham lam thì các nhà đầu tư sẽ phải ra vào thị trường vào những khoảng thời gian không thuận lợi. Tiếp theo là ông Peter Lynch. Nguyên tắc đầu tư của ông đấy là đừng sợ thay đổi mọi thứ, hãy luôn biết giải thích tại sao, và kiến thức chính là sức mạnh. Và ông cũng có một câu là nhiều tiền đã bị mất bởi các nhà đầu tư đã cố gắng suy đoán sự điều chỉnh của thị trường hơn là mất trong chính sự điều chỉnh. Đó là một số những nhà đầu tư lớn trên thị trường. Vậy thì các chuyên gia có thể thảo luận về vấn đề này, đó là tại sao chúng ta cần quan tâm đến các triết lý đầu tư, và các triết lý đầu tư được các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới đúc kết như thế nào, và các triết lý đó được phân ra các nhóm cụ thể như thế nào và cách áp dụng ra sao. Thì xin mời các chuyên gia cùng thảo luận. Mai Nhật. Mai Hiệp. Thực ra nếu mà mình nói về triết lý đầu tư thì hiểu nôm na nó là một cái logic vận hành được trên thực tế. Nó vừa có mang tính học thuật, tức là có nghiên cứu mặt khoa học, và nó phải chứng minh được trong thực tế qua thời gian là nó kiếm được tiền, nó có hiệu quả. Thì các triết lý này thường là do các những ngài mà Duyên giới thiệu vừa nãy, chính là những cái người thành công với một cái logic nào đó, họ có nghiên cứu, có tổng hợp và họ chứng minh được. Tức là giáo sư đại học thì có rất nhiều, nhưng mà những cái người mà tức là nhất quán đi theo một cái logic và chứng minh được với thị trường là họ kiếm tiền được cái logic đó, thì họ trở thành những cái nhà đầu tư vĩ đại như vậy. Chúng ta nhìn thấy là để thành công trên thực tế thì vừa phải có sự nghiên cứu khoa học, vừa phải áp dụng tính kỷ luật vào trong đó. Cho nên là cái việc tức là làm cái gì mình phải có logic là một, và thứ hai là mình có kỷ luật là hai, và là làm trong một thời gian dài nhất quán, thì đấy chính là cái việc mà tại sao mà làm cái công việc đầu tư này cần phải tuân theo các triết lý đầu tư, chứ không phải là mình nay mình nhìn thấy cái này, mai nhìn thấy kia và nó chưa được kiểm chứng ấy. Thì cái xác suất mà mình kiếm được tiền và mình tích lũy tiền nó rất là thấp. Còn cái câu là triết lý đầu tư
Đấy thì đúc kết thì có rất nhiều người nói về chuyện về các nhiều triết lý, nhưng mà mình nhìn xuyên suốt thì đề cao tính, tức là một cái logic ấy, để mà đúng, để mà có thể xác suất người ta đúng ấy, thì là phải kéo càng dài thời gian ra thì xác suất đúng nó càng cao. Nhưng mà để cái chuyện mà người bình thường mà theo được một thời gian dài ấy, thì họ cần sự kiên nhẫn. Đấy, thứ nhất là phải theo một cái gì đấy nhất quán, thứ hai là kiên nhẫn và kỷ luật trong cái việc mà tại vì là mình biết là thị trường lúc lên lúc xuống, thì cái quan trọng là cái lúc đó mình cái duy nhất mà mình nhớ đến đấy chính là cái logic mà mình đang theo đuổi, chứ không phải là tình trạng thị trường nữa. Thì cái đấy đòi hỏi tính kỷ luật rất là cao. Thì nôm na lại thì mình thấy là xuyên suốt là thời gian dài, sự tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Thì còn phân nhóm thì là anh Tùng anh nhìn đội phân nhóm rồi. Vậy thì anh Khoa có ý kiến gì không? Bàn về vì sao chúng ta cần quan tâm đến triết lý đầu tư ấy, thì từ trải nghiệm cá nhân của mình ấy, thì mình trước đây thì mình là đứa thích đọc sách và thích sưu tập chứng chỉ. Mình học cả CFA và CMT. Nói chung là đọc sách của các giáo sư thì các vị ấy viết thì rất đầy đủ. Nhưng mà không có một cái gì nó là trọng tâm cả. Và sau khi mình học xong đấy, mình thấy cái hiệu quả đầu tư của mình nó rất kém. Thì sau này mình đi làm nhiều và mình va vấp nhiều. Và mình cũng gặp được một vài tiền bối, những người mà thực sự đã trải nghiệm thị trường sâu sắc ấy. Thì các anh có nói rằng là mày sách vở quá. Và cái mà mày cần bây giờ ấy, ít thôi, nhưng mà nó chất vào. Thì cái ít và chất đấy chính là cái triết lý đầu tư. Tức là những cái nó đã gọt rũa đi những cái thứ thừa thãi rồi. Và không chỉ là một sự chất nữa, mà nó phải là cái chất nó phù hợp với mình. Đó, thì từ đó thì mình cũng bắt đầu đi một con đường nó gọi là tạm gọi là nó ma đạo hơn một chút, tức là nó không phải là con đường theo kiểu là học thuật quá, mà bắt đầu đi học những cái phương pháp, đặc biệt là đọc sách của những cái vị mà người ta đã có những cái quá trình trải nghiệm dài và thành tựu. Thì cũng phải thừa nhận rằng là cái quá trình mà mình thu nhập những cái kiến thức trước đây ấy, nó đã giúp ích cho mình trong cái việc mà mình có những hiểu biết nền tảng, để mình khi mình đọc về những cái thành công của họ thì mình hiểu thì ra là như thế. Hóa ra là cái ví dụ như là PE được dùng như thế nào cho nó đúng chẳng hạn. Đó, thì mình nghĩ rằng triết lý đầu tư là một cái mà ở đây theo quan điểm của mình nó không có một cái triết lý đầu tư đúng cho tất cả trường hợp và đúng cho mọi người. Chắc chắn là như thế. Sẽ có những triết lý nó đúng cho mình nhưng hoàn toàn sai với ví dụ bạn Duyên chẳng hạn. Và triết lý đầu tư là một cái rất riêng và mỗi người phải tự đi tìm nó trên cơ sở tự mài giũa. Thì các triết lý nhà đầu tư được đúc kết như thế nào thì mình nghĩ là để ra được câu nói như của ngài Buffett là nguyên tắc thứ nhất là đừng để mất tiền, và nguyên tắc thứ hai là không được để quên nguyên tắc nhất ạ, đúng không ạ? Thì để mà mổ xẻ cái vấn đề đấy ra thì mình nghĩ là nó rất là tốn rất là nhiều cái thảo luận, và có thể chúng ta cũng chưa hiểu thực sự hiểu đúng nó đâu. Nhưng mà đúng là một cái không thể đúc kết mọi thứ trong một câu nói được, rất khó. Nên là cách tốt nhất là mình hãy cứ tự đi và học hỏi và trải nghiệm, để cuối cùng mình cứ quán chiếu vào cái câu nói đấy để mình xem là cái tầng nghĩa mà cụ Phép cũng muốn nói cho chúng ta là như thế nào. Thì mình nghĩ là cách học như thế là nó sẽ hiệu quả. Tức là cái đào sâu triết lý như thế. Tùng thì thấy rằng trả lời câu hỏi tại sao chúng ta cần quan tâm đến triết lý đầu tư ấy, thì sau khoảng hơn 10 năm thực hiện đầu tư thì Tùng thấy rằng kiểu khi mình quản lý một doanh nghiệp, một đầu tư, thì nó giống như là mình là thuyền trưởng của một con thuyền ấy. Và khi mà mình đầu tư thì giống như mình đi trên biển á. Và khi mà đi trên biển thì chúng ta cần một cái thứ gọi là la bàn để chúng ta định hình phương hướng, và thì nếu có la bàn thì chúng ta mới không bị lạc đường, không bị đi vào tâm bão và đến bến bờ của mình. Thì cái triết lý đầu tư này nó đóng vai trò giống như cái la bàn của chúng ta ấy, để chúng ta guide, tức là hướng dẫn chúng ta trong quá trình trong cái hành trình vượt biển ấy để đi đến cái đích của mình. Nên là đây là một cái Tùng đánh giá rất là quan trọng, và giống như Tùng rất đồng ý với cả ý kiến Khoa ấy, là cái la bàn của chúng ta ấy, nó có những nguyên tắc rất là đơn giản thôi,
nó không quá phức tạp, nó là những nguyên tắc cốt lõi, nhưng vấn đề là chúng ta thực hiện cái nguyên tắc đấy kỷ luật và xuyên suốt giống như anh Hiệp nói trong một khoảng thời gian rất là dài, 20 năm, 30 năm thì chúng ta mới có thể thành công. Vậy anh Quang thì sao, anh Quang cho ý kiến? Mình nghĩ là từ cá nhân mình cũng tham gia vào thị trường 13 năm rồi, thì cũng công nhận là cái giai đoạn đầu lúc mà tham gia vào thì làm gì có kiến thức gì, thậm chí còn không thể biết là có một cái concept gọi là triết lý đầu tư đó. Không biết có một cái sự tồn tại luôn. Đấy, thì lúc đó chỉ có mỗi một cái tinh thần tham có tiền đó. Thì mình thấy như thế là trả giá thường là sẽ khá là đắt nếu mà chúng ta không có một cái nguyên tắc ngay từ cái ban đầu. Đấy, thì dần dần thì ban đầu cũng nhận thấy được, thì mình nghĩ là trả lời cho câu hỏi tại sao thì mình nghĩ như này này, tức là vì là mình tham gia vô cái thị trường này, cái lòng tham của mình, con người mình bao giờ có yếu tố tâm lý hết, nó sẽ bị cuốn theo, đúng không? Ví dụ chẳng hạn đơn giản thôi là biết được thông tin là có một bên nó làm game như này mà nó biết là nó hứa là chắc chắn sẽ lên cái giá rồi, thì tự dưng là lòng tham của mình nổi lên cực khủng luôn. Đấy, và tiền bao nhiêu mình sẽ dồn hết vào đó, mà mình không bao giờ lường được là cái trò chơi đó nó có những cái rủi ro gì. Lúc đó là mình có thể đặt bao nhiêu sách là mình bỏ hết. Thực tế là nó là như vậy, nếu mà mình không kiềm chế được cái điều đó. Cho nên là nhìn đi nhìn lại thì mình cảm thấy là khi mà có một hệ thống triết lý nhé, cho dù bất kỳ triết lý nào nhé, không kể nó là phải của ông Warren Buffett mới là nhất đâu, hay là ông Ray Dalio, hay ông Peter Lynch đâu, bất kỳ triết lý nào luôn, nhưng mà điều quan trọng nhất là ông phải giữ kỷ luật, ông follow nó và ông áp dụng cho ông sửa dần cái hệ thống đó để cho nó phù hợp, thì là nó sẽ giúp mình gì, giúp mình là mình kiểm soát được cái lúc mà nó xảy ra cái tình huống mà khiến cho lòng tham mình dễ nổi lên, hay là cái sự sợ hãi của mình mà dẫn đến là mình hành động nó mù quáng, nó không theo cái lý trí nữa, thì lúc đó cái triết lý là cái thứ mà nó sẽ kéo lại, mình không nói là 100% nhưng mà chắc chắn nó sẽ kéo lại bớt một phần. Và, đúng rồi, đấy các bà, cái điều thứ hai là khi mình xây dựng một cái hệ thống cho mình thì nó sẽ có yếu tố mình rút kinh nghiệm theo thời gian, mà nãy Khoa cũng có nói không có một cái triết lý nào hoàn toàn ưu việt hết, mà mình có thể nhặt nhạnh những cái thứ đó cho mình và mình cải tiến cho nó phù hợp với mình, để giúp cho mình kiểm soát được cái tâm lý khi mà nó xảy ra những cái tình huống cụ thể. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta rất là cần quan tâm đến cái này. Với lại một điều thứ hai nữa, mình nghĩ là chắc là cũng không phải ngẫu nhiên mà tự dưng là người ta đúc kết, đúng không ạ, thành những cái trường phái, những cái ông nổi tiếng như thế, vì chắc chắn là nó đã được chứng thực theo thời gian rồi. Và còn cái chuyện mà đúc kết như nào thì mình nghĩ như này nhé, mình nghĩ là những người này đa số các trường hợp là không phải ngay từ đầu họ có được một cái triết lý tốt đâu. Ví dụ ta nhìn ngay trường hợp của Ray Dalio, trường cái câu chuyện đó, nếu mà anh em để ý theo dõi kỹ thì sẽ thấy nhiều người khác họ cũng không phải lúc nào họ cũng chia sẻ kỹ hết, nhưng mà Ray Dalio là chia sẻ rất kỹ, đúng không? Thì ban đầu ông cũng có một hệ thống và ông nghĩ là ông quá tài năng, ông thất bại khủng khiếp luôn. Đấy, xem bắt đầu từ thất bại đó ông mới đúc kết lại và ông ra được một hệ thống và test liên tục một thời gian rất là dài, thì cuối cùng mới định hình được một cái mà được coi là phù hợp cho. Cho nên mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta tìm hiểu cái này là chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ xung quanh cái điều kiện của người ta như nào để khi mà họ phát triển được hệ thống đó, chứ không phải chỉ là đọc mỗi cái là nguyên tắc của ông này là một là này, hai là này, chúng ta áp dụng mù quáng sẽ rất là nguy hiểm, mình nghĩ là như vậy. Như vậy thì sau cái quá trình bàn luận và cái ý kiến của các chuyên gia ấy, thì khi mà nhà đầu tư có cái triết lý đầu tư thì sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể rút ngắn được cái thời gian để đi đến cái mục đích trong quá trình đầu tư của mình. Và trên thế giới thì có rất là nhiều những cái triết lý đầu tư, và mỗi một nhà đầu tư sẽ có một cái triết lý phù hợp với mình, thì nhà đầu tư có thể tham khảo và dần dần sửa các triết lý đầu tư cho riêng mình. Vậy thì mỗi một người phù hợp với một triết lý đầu tư riêng, và các chuyên gia của chúng ta ở đây cũng vậy. Vậy thì các chuyên gia đã áp dụng các triết lý đầu tư như thế nào, và đã đạt được những thành công và thất bại gì, và các chuyên gia rút ra được bài học gì để có thể chia sẻ với các nhà đầu tư? Thì xin mời anh Khoa. Cái triết lý mà mình đang dùng bây giờ ấy, mình đang áp dụng bây giờ, mình cũng nghĩ là chắc là nó cũng chỉ là một cái nói như nào nhỉ, cũng chưa chắc là nó đã là một cái cuối cùng. Mình cũng tin là như thế, bởi vì có quá trình vận động phát triển thị trường này nó là vô cùng, và mình sẽ tin là mình sẽ còn phải học nhiều, thậm chí là thay đổi hoàn toàn tư duy của mình. Đấy, thì cái tư duy hiện tại mình đang dùng đấy là cái tư duy mình vẫn đi theo cái hướng đấy, là mình
mình coi thị trường biết nhiều hơn mình. Nó hơi khác với một chút so với lại cái trường phái đầu tư ví dụ giá trị của ngài Graham, là ông ấy coi là thị trường có thể sai và chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội của thị trường cho khi mà thị trường sai. Thì cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là thị trường biết nhiều hơn mình và mình sẽ lắng nghe tiếng nói thị trường để biết lúc nào thị trường cho mình một cái cơ hội có lợi thế. Tức là khi mình mua cổ phiếu thì cái lúc đó phải là cái lúc mà lợi thế của người mua cao hơn so với người bán, mà ngược lại. Tức là khi mà muốn bán cổ phiếu thì thông thường mình sẽ tìm cơ hội, tìm cái thời điểm mà cái lợi thế của người mua lúc đấy là rất không còn nữa thì mình sẽ ra quyết định bán cổ phiếu. Thì cái triết lý này nó dựa trên phân tích về tâm lý thị trường và phân tích giá cổ phiếu nhiều. Thì thành công thì nó cũng không phải là nhiều, bởi vì thực tế thì với cái triết lý của một tạm gọi là một nhà đầu cơ đi, như mình là tạm nhà đầu cơ, thì mình phải chấp nhận một cái thực tế đấy là cái tỷ lệ ra quyết định đúng mình không cao, đúng không ạ? Chúng ta ra một quyết định nhanh thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận rằng là cái xác suất đúng nó không thể cao như bằng một cái người mà dành rất nhiều thời gian tìm tòi về doanh nghiệp và đánh giá một cái kỹ lượng. Thì cái tỷ lệ đúng của mình đâu đó nó chỉ xoay quanh khoảng độ 30-40%, tức là khoảng 10 lần quyết định thì đúng được khoảng 4 lần. Nhưng cái mà mình cố gắng để cải thiện ấy là trong những lần đúng ấy thì mình sẽ cố gắng tỉ trọng, mình sẽ cố gắng để lợi nhuận đạt được cao nhất có thể. Và trong 6 lần sai thì mình sẽ giữ cho cái thiệt hại nó ở mức nhỏ thôi. Và tự chung lại, nếu mà chúng ta làm một cái công thức ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chung cuộc thì với cái chiến lược như thế thì nó sẽ giúp cho mình chiến thắng. Thì đấy là cái mà mình đang theo đuổi. Nói sâu hơn về cái việc chọn thời điểm như thế nào cho nó phù hợp và chọn cái tài sản nào để nắm giữ hay cổ phiếu nào để mua ấy, thì mình vẫn rất tâm đắc với một cái nhìn như thế này. Tức là thị trường sẽ giúp cho bạn nhìn nhận được cổ phiếu nào là cổ phiếu chất lượng trong dài hạn. Sẽ không có nhiều cái doanh nghiệp mà có thể đạt được cái trạng thái tăng dài hạn và vượt trội thị trường đâu. Những cái cổ phiếu mà có thể đạt được trạng thái đấy thông thường đều là những cổ phiếu chất lượng và đã được kiểm chứng bởi thời gian. Chúng ta có thể nhìn thấy những cổ phiếu ngôi sao, gọi là tạm gọi là ngôi sao mới nổi, có thể tăng giá trong khoảng một vài tháng sau đó rồi lại trả lại tất cả. Nhưng những cổ phiếu đấy không bao giờ có thể đạt được cái trạng thái tăng dài hạn trong chu kỳ 4 năm. Không bao giờ đạt được cái trạng thái đấy. Thì những cái cổ phiếu như thế, khi nó về một cái vùng giá hấp dẫn xét trong dài hạn thì đấy là cơ hội rất là lớn. Nó cũng khá là tương đồng với cái tư duy về mặt đầu tư, tạm gọi tư duy đầu tư giá trị đi. Tức là mua một cổ doanh nghiệp tốt ở một mức giá hấp dẫn. Thì đấy là một chiến lược rất là tốt xét trong dài hạn đối với một nhà đầu tư giá trị, đúng không ạ? Thì mình thấy mặc dù là cái phương tiện mình dùng có vẻ khác, nhưng mà cái tư duy thì mình đang thấy rằng là nó khá là tương đồng. Tức là mình sẽ tìm những cổ phiếu như thế. Thì với cái chiến lược như thế thì mình cũng đang theo đuổi và mình cũng đang tiếp tục cải thiện. Chưa thể nói rằng là bây giờ là tốt, nhưng mà sẽ cố gắng. Vậy thì cái chiến lược mà anh Khoa đang áp dụng ấy, thì anh đã gặp thất bại hay gặp trở ngại gì chưa? Cái chiến lược đó thì đương nhiên nó cũng đôi khi nó sẽ đặt mình vào những cái tình huống, bởi vì khi mình lắng nghe thị trường ấy, thì mình đôi khi mình sẽ có một cái niềm tin rất lớn vào cái phương pháp của mình, đúng không ạ? Những cái người mà theo cái trường phái mà nghiên cứu sâu về doanh nghiệp, họ có một lợi thế rất lớn, đấy là họ có nhiều cái thông tin để củng cố cho cái niềm tin của họ. Chưa kể là họ còn có thể được củng cố bởi những cái vị tiền bối, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta tin vào một thần tượng của mình, chúng ta có thể có niềm tin rất lớn vào cái phương pháp của họ. Thì cái phương pháp mà mình đang dùng ấy, thì nó cũng đặt buộc mình phải có một cái niềm tin rất lớn vào cái triết lý mà mình theo đuổi.
mặc dù là chưa có nhiều cái sự kiểm chứng, đúng không ạ? Và đôi khi nó làm cho mình cảm thấy lung lay, đặc biệt là trong những cái giai đoạn thị trường biến động mạnh và nó có những cái trạng thái mới hoàn toàn mà mình chưa bao giờ gặp. Thì đấy là những giai đoạn rất khó khăn đối với cái phương pháp của mình, thì mình đang cố gắng để mình đang nghĩ là sẽ phải tìm thêm những cái cơ sở để củng cố cái niềm tin của mình. Đấy, thì đấy là một cái khó khăn rất là lớn. Những người theo trường phái tin vào thị trường. Triết lý của anh Khoa rất là dẫn. Nếu như có thời gian thì anh Khoa có thể chia sẻ với em một chút. Vậy thì còn các chuyên gia khác là sao? Anh hiểu đã sử dụng triết lý gì? Chia sẻ là ngày xưa mình cũng là giống Khoa, là mình cũng rất phụ thuộc vào thị trường. Thì thực ra đối với mình ấy, thì mình và mình thấy khi mà mình gắn với thị trường ấy, mình kiếm tốt, ok. Nhưng mà có một vấn đề là như này, mình nhìn thấy là có rất nhiều triết lý đầu tư. Thông thường thì nó đã thành triết lý thường là phải đúng. Đúng với ai và trong khoảng thời gian nào nói như mọi người nó phải phù hợp, ta nói chuyện phù hợp nữa. Thế thì qua thời gian thì thời gian ban đầu mình gắn với thị trường rất là nhiều. Nhưng mà nó lại là theo sự phù hợp, tức là lúc đấy hoàn cảnh là vợ hỏi là tại sao ít đi chơi, ít đi du lịch này, bởi vì là phải canh thị trường. Thế nhưng mà thế thì qua thời gian thì mình thấy là như thế thì cái triết lý này nó giúp mình kiếm tiền nhưng nó không giúp cho mình cân bằng cuộc sống và mình có thể đi làm những việc khác. Có rất nhiều thứ quan trọng hơn là thị trường và kiếm tiền, thị trường chứng khoán đối với mình, mặc dù mình là người chuyên về cái việc này. Thế thì mình mới thay đổi. Thế thì phải nhặt cái gì mà nó lại vừa giúp mình kiếm được tiền và vừa giúp mình cân bằng cuộc sống và những cái công việc khác. Thế thì mình mới chuyển dần sang đầu tư mà like giữa tức là như Khoa nói, chọn công ty tốt, tức là lúc đấy mình co hẹp thôi, mình không để ý nhiều thị trường nữa. Mình phân tích nhiều về công ty, mình so sánh, mình phân tích nhiều về cái lợi thế rồi giá trị công ty. Lâu lâu mình quay ra mình nhìn giá thị trường của công ty đó, nếu mà nó có độ vênh thì mình tham gia. Sau khi mà mình thay đổi đấy, mình thấy mặc dù là nó cũng không kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với cả cái cũ, nhưng mà mình có rất nhiều thời gian cân bằng cuộc sống. Thế thì nói để trở lại là cái gì nó phải có phù hợp với cả cái bối cảnh, cái tình huống của từng người. Thế thì nếu với các nhà đầu tư ấy, thông thường là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp thì thường là họ có rất nhiều việc khác để làm. Chứng khoán chỉ là một phần trong một kênh thu nhập, một kênh để chơi. Họ còn có công việc chính thức của họ, còn có gia đình của họ. Thế cho nên là lời khuyên đối với cái nhà đầu tư ấy, thì nên lựa chọn đặt trong cái tình huống cụ thể của mình. Mình cần bao nhiêu thời gian dành cho công việc chính thức, bao nhiêu thời gian dành cho chứng khoán, và chọn ra được là cái nào nó mang lại cho mình được tất cả các thứ trong một bài toán tổng hợp. Chứ không là có rất nhiều người mình thấy là ngày xưa là đi làm công việc chính nhưng mà cứ dán mắt vào cái bảng chứng khoán, thế thành ra là chứng khoán thì lỗ, công việc chính thì không đạt được chỉ tiêu xếp giao, vân vân, cuối cùng là fail cả hai. Như thế là rất là bi kịch. Đấy, thì mình nghĩ là nó phải ở đâu đó giải quyết bài toán tổng thể. Thế thì sẽ tìm vào đâu đó cái triết lý đầu tư nó trung dung được. Vậy như cái mà anh Hiệp có chia sẻ thì em thấy là trên thị trường thì là rất là nhiều nhà đầu tư có thể là mới tham gia vào cũng bị xoáy vào cái vòng xoáy đó, thì cái giải pháp cho những nhà đầu tư đấy là gì, hay là anh Hiệp đã từng? Đấy, thì mình như mình vừa nói thì là tốt nhất là nên có một người đồng hành, như kiểu là người ở trong công ty chứng khoán, những người tư vấn tài chính, ngồi với họ xác định mục tiêu cuộc đời của mình. Ở VNDirect thì có wealth planner, cái người xong rồi sẽ nói về cái tình cảnh của mình cần, mục tiêu của mình đến với cả chứng khoán là gì, mình cần bao nhiêu tiền, mình bao giờ nghỉ hưu, mình mua nhà như thế nào. Thế xong rồi họ, những cái người chuyên nghiệp đó, người ta sẽ nói chuyện như thế. Thì và anh có công việc như thế này thì anh cần một cái quỹ thời gian là từng này,
Thế xong bắt đầu người ta sẽ cung cấp cho nhà đầu tư rất là nhiều cái triết lý để lựa chọn. Thế là nhà đầu tư sẽ cùng bàn bạc với cả những người wealth planner đó để ra được cái mà phù hợp nhất với mình. Thế là triết lý phù hợp nhất với mình để làm sao mà chung dung được tất cả bài toán tổng thể. Đúng là như vậy. Thế còn anh Quang có triết lý đầu tư gì ạ? Anh Quang đầu tư rất là lâu năm trên thị trường rồi. Chắc chắn phải có cái triết lý. Thực ra là cái ý cuối cùng của anh Hiệp nói rất là hay, mình cũng định bổ sung cái ý đó. Tức là ở thị trường nước ngoài người ta phân vai rất rõ nhé, đúng không? Ví dụ như là phần lớn các nhà đầu tư cá nhân là người ta không tự đầu tư, người ta đầu tư qua quỹ, những người PM như anh Hiệp, hay người mà cầm tiền của nhà đầu tư, portfolio manager để quản lý đầu tư, đúng không? Rồi nó có vai trò của một người gọi là financial advisor hay là một cái ông wealth manager, đấy, tại ông làm một cái việc mà giúp cho nhà đầu tư hiểu mình. Chứ còn ví dụ BM của anh Hiệp là anh tập trung anh hiểu thị trường, anh hiểu tài sản thôi, anh quản lý làm sao mà return nó ok đúng với mandate là xong, đúng không? Nhưng mà rất cần một cái người financial advisor, người wealth manager. Tại sao cần người đó? Vì người đó sẽ giúp cho nhà đầu tư hiểu mình hơn, đúng không? Nếu mà mình chỉ hiểu thị trường mà không hiểu mình thì nhiều khi là nó không match cho nhau. Thì sau khi mình theo dõi theo nhà thị trường nhiều năm rồi, cũng thử nhiều cách, thì cuối cùng mình thấy là mình đi đến cái cách mà mình học được nhiều nhất từ những người nha. Mỗi người nhặt nhạnh một chút này. Ví dụ Warren Buffett thì nhiều người nghiên cứu rất nhiều về đầu tư giá trị này kia, các loại. Nhưng mà thật ra mình thấy có một cái công thức rất đơn giản của Warren Buffett. Đó chính là ông ấy đảo cái thứ tự thôi. Thông thường là mọi người là thu nhập này, đúng không? Chi tiêu nhiều, thì còn lại là tiết kiệm, xong mới đưa vào đầu tư. Thì Warren Buffett chỉ làm một việc rất đơn giản là đổi cái thứ tự lại. Thu nhập, đổi tiết kiệm lại. Đấy. Tức là phải ưu tiên cho tay cho mình trước, đúng không? Tiết kiệm đầu tư đã theo đúng kế hoạch như vậy, đều đặn. Đấy, rồi phần còn lại mới chi tiêu. Tức nhiều người nhìn Warren Buffett chỉ nghĩ đến cái triết lý giá trị của ông, là không để ý. Thật ra ông ấy là người rất là giỏi về tài chính cá nhân. Thật ra là như thế. Đó. Thì mình rất để ý cái đó, và mình học được cái đó không là đã thay đổi cực kỳ nhiều về cái chuyện là mình tích sản có thể tích được bao nhiêu rồi, đúng không? Ngoài ra thì trong quá trình học các cái trường phái thì mình thấy CBA là một hệ thống mà dạy rất tốt. Cũng thực ra cũng may mắn là mình cũng tham gia như kiểu của khoa đấy, thì học cái đó trong tham gia khá là nhiều, thì lần gần nó ăn vào đầu mình cực nhiều. Nếu mà ai mà học chương trình nó biết ngay, người ta đâu phải chỉ dạy mỗi phần đầu tư cái gì đó, mà có hẳn một hệ thống wealth management làm qua các bước lập cái tài chính như nào và diversify như nào đấy, thì đó là hệ thống mà học được cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra thì mấy cái triết lý của Duyên liệt kê trên này thì thật ra mình không học máy từ mấy người này, mà mình thấy có một cái cuốn sách của Morningstar, mình thấy đọc đi đọc lại nó vẫn cực kỳ hay, cái cuốn The 5 Rules for Successful Stock Investing. Nhưng mà thật ra là cái Morningstar, tại sao mình chọn nó là vì như này, mình tin rằng là mấy cái hệ thống triết lý mà mình đọc được nó chỉ là tính ở một thời điểm thôi, trong khi là sau này thị trường nó thay đổi cũng nhiều ấy, mình phải có cái adapt mới. Thì nếu mà mình follow Morningstar thì họ có hẳn một cái đội research rồi về tài chính cá nhân follow rất là thường xuyên luôn, thì như vậy mình sẽ cập nhật được nhiều cái thứ của họ. Thì mình thấy là mình áp dụng được từ cái cuốn sách đó rất là nhiều. Đương nhiên là thật ra là cái tác giả viết cuốn sách đó là hồi đó là ông Pat Doshi, thì ông cũng tham khảo từ trường phái đầu tư giá trị, thật ra là như thế, vẫn học từ Warren Buffett, học từ Ben Graham, nhưng mà ông ấy cũng có cải tiến thêm cho mình, và cộng với cái hệ thống research của Morningstar làm thường xuyên và nó gắn với tài chính cá nhân, với wealth management rất là kỹ luôn. Đấy, thì mình thấy là tóm lại ở đây là sau khi theo dõi rất là nhiều hệ thống thì mình cảm thấy là nên có thêm cái vai trò của cái người mà làm wealth manager và financial advisor để giúp cho mình hiểu mình hơn cái đã. Và chỉ riêng cái việc là hiểu mình nhá, và điều chỉnh được cái hành vi của mình về mặt tài chính cá nhân để quản lý tài sản thôi, và phân bổ cho nó phù hợp tài sản mình thôi nhá, thì nó đã đóng góp một cái sự thành công cực lớn rồi. Lúc đó còn lại về câu chuyện là ông làm sao mà ông có khả năng nghiên cứu giỏi, ông biết được stock ngon này kia siêu việt, thì thật ra nó chỉ add thêm một value một phần nữa thôi, chứ nó lại không có đóng cái vai trò quá lớn trong cái chuyện mà nhất là mình muốn xây dựng một cái tài chính dài hạn lâu dài. Đã cho nên là cái triết lý của mình quay lại câu chuyện là mình muốn kết hợp giữa cái người mà biết cổ phiếu tốt, đầu tư tốt, nhưng mà đồng thời ông phải có cái hệ thống financial advisor, wealth manager giúp chúng ta hiểu mình hơn, đúng không? Tóm lại là làm quản lý tài sản, làm quản lý tài chính cá nhân tốt này, thì hai cái đó match lại thì nó sẽ cho kết quả là tối ưu nhất. Thì đó là hệ thống bây giờ mình làm, thì mình thấy là riêng cái việc đó là nó giúp cho cái hành vi của mình kỷ luật và tốt hơn cực kỳ nhiều. Chúc anh Tùng.
vừa nãy anh có nói là cái chiến lược đầu tư giống như là cái la bàn ấy, em có nói chiến lược đầu tư giống như cái la bàn để mình kiểu hướng dẫn cho mình trên đường đi đầu tư á, thì đây là cái mà em đã đúc kết lại. Đó, em là theo phương pháp là đầu tư chủ động, tức là mặc dù em biết rằng đấy là một việc rất là khó khi mà có thể đánh bại thị trường, nhưng mà em tin rằng mình có thể làm được việc đấy. Em biết là nó rất khó và đây là cái mà em đúc kết lại thành những cái cơ bản nhất, đúng không? Thì em nói hơi dài dòng một chút nhưng mà em sẽ đi hướng dẫn từ mục đầu tiên là đấy là sở hữu cổ phiếu, là sở hữu một phần của doanh nghiệp. Ví dụ như là anh Hiệp có một ông chú, ông ấy mới mất và ông để lại cho anh một doanh nghiệp. Thì bây giờ giống như kiểu mình là người chủ sở hữu mới của doanh nghiệp, mình chưa biết gì về doanh nghiệp đấy, mà sắp tới nó có một cuộc họp về hội đồng quản trị, bây giờ mình phải tìm hiểu rất là nhiều về doanh nghiệp đấy, đúng không ạ? Doanh nghiệp đã bán cái gì, lấy nguyên vật liệu từ đâu, khách hàng chính là ai, đúng không? Thì cái tư duy là sở hữu cổ phiếu, là sở hữu một phần của doanh nghiệp, chính là đóng vai trò đấy. Thì cái này là một cái rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì cái này nó sẽ liên quan đến cái thứ hai là thị trường ở đây là người phục vụ mình. Với cái này, ý này rất là trái ngược với Khoa, đúng không? Khoa vẫn nói là thị trường là người thầy của mình, nhưng mà mình thấy là thị trường là người phục vụ, không phải là người thầy. Và thị trường có đa phần là đúng nhá, tất nhiên đa phần là đúng, nhưng mà có những lúc sai. Thì khi nào mà phát hiện ra cái sai đấy thì căn cứ rất nhiều vào cái là mình nắm hiểu rất kỹ về doanh nghiệp đấy, thì mình mới biết được là lúc nào sai, mình mới có cái sự tự tin, đúng không? Tại vì đầu tư là dự đoán cho tương lai mà. Nghĩa là dự đoán tương lai của doanh nghiệp đấy sau 3 năm, 5 năm tới như thế nào, liên quan đến cái việc nếu mình hiểu kỹ về doanh nghiệp đấy thì mình cái xác suất mình dự đoán nó sẽ chính xác hơn, đúng không ạ? Và sau đấy thì mình có, nếu mà cái quá trình dự đoán mình có biên an toàn nhất định thì mình cái khả năng, cái xác suất mình dự đoán chính xác nó không phải 40% nữa mà nó tăng lên là 60-70%, đúng không ạ? Thì một lần mình đặt cược thì có thể cái tỷ lệ thắng của mình không nhiều, nhưng mà mình cái xác suất thắng của mình cao, thì nó hơi bị ngược so với cả Khoa một chút về cái phần này. Thì tổng hợp những cái đấy nó sẽ dần dần xây dựng cho một cái mình, một cái gọi là vòng tròn năng lực, là những cái doanh nghiệp, những cái ngành nghề mà mình hiểu rất là rõ để mình có thể outperform được so với cả những cái nhà đầu tư khác. Thì những cái này nói thì rất là dễ nhưng mà thực hành thì rất là khó, vì vì cái quá trình từ lúc mình bắt đầu mình chưa có kiến thức gì đến cái lúc mà mình master một cái doanh nghiệp nào đấy, một ngành nào đấy, thì đòi hỏi quá trình tích lũy rất là nhiều. Thì bản thân Tùng khi mà trong quá trình mình thực hiện á, thì mình phải chọn cái cách làm đi làm sao mà cho nó phù hợp nhất. Tại vì ban đầu khi mà Tùng vào thị trường thì Tùng không biết gì về tài chính cả, không biết gì về doanh nghiệp cả. Thì cái cách tiếp cận nhà này như thế nào, thì lúc đấy Tùng có một cái chiến lược đầu tư là đây là một số cái chiến lược đầu tư mà Tùng đã từng đi qua, ví dụ như là cái net, tức là chỉ căn cứ vào cái bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp thôi, lấy tổng tài sản ngắn hạn trừ đi tổng nợ ra một con số, sau đấy mua với cả cái tỷ lệ bằng 2/3, cái giá thị trường bằng 2/3 con số đấy, mà chúng ta làm cái phương pháp đầu tư này. Và phương pháp đầu tư này đã được Ben Graham viết khoảng cái đây khoảng 60 năm, và chúng ta không cần tìm hiểu nhiều về doanh nghiệp gì cả. Và Tùng biết là rất là nhiều nhà đầu tư giá trị ấy, khi mà họ mới bước chân vào sự nghiệp ấy, cái kiến thức về kinh doanh của họ chưa có nhiều, thì đây là cái cách bắt đầu rất là tốt. Thì hồi năm, lấy một cây ví dụ, hồi năm 2012 nhớ là mình có một cây ví dụ về cái này. Đây là ví dụ một cây về thằng một cái công ty mà nó trong quá trình giải thể, đúng không? CSG. Đây là hồi năm 2012. Thì cái phương án giải thể mình tính là ví dụ như là hồi đấy giá thị trường nó rơi vào khoảng tầm là 11.000 chẳng hạn, đúng không? Và mình giả ước tính là cái giá trị giải thể của doanh nghiệp là khoảng 16.000. Thì cái biên an toàn nó đâu đấy là khoảng tầm 40-50%. Thì đấy là cách tiếp cận ban đầu để mình có thể kiếm được lợi nhuận. Thì sau khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm thì doanh nghiệp đã hoàn tất quá trình giải thể, thì mình bỏ vào 10 đồng và mình thu về khoảng tầm 14-15 đồng. Đấy là cách bắt đầu. Thì tất nhiên không phải lúc nào nó cũng có những cây đầu tư như này. Thì sau đấy thì mình khi mà trong quá trình mình đầu tư thì mình dần dần mình tích lũy kiến thức lên, thì mình phát triển lên các cái trường phái đầu tư khác, các cái chiến lược đầu tư khác. Nó vẫn là chiến lược đầu tư giá trị, nhưng mà mình đưa lên các chiến lược đầu tư khác. Ví dụ như là cái chiến lược gọi là hút, tức là mua những công ty tốt ở giá tốt ấy. Thì ví dụ như là công ty tốt đây là doanh nghiệp tốt, đúng không? Ban lãnh đạo tốt. Đó. Và sau này thì mình ví dụ như trong đợt dịch Covid vừa rồi, thị trường rất là hoảng loạn, thì nó đấy là cái cơ hội mình mua được những cái doanh nghiệp tốt, và thậm chí những doanh nghiệp tuyệt vời chẳng hạn, ở mức giá hợp lý. Nhưng thực ra thì mình
mình chỉ mua được một trường hợp là doanh nghiệp tốt thôi, đấy là doanh nghiệp Nhựa Bình Minh chẳng hạn. Thì đấy mình đánh giá một doanh nghiệp tốt nhưng mà nó không phải là một doanh nghiệp tuyệt vời, tại vì là cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của nó còn hạn chế. Thì cái doanh nghiệp tuyệt vời ấy, là cái trường hợp là đây là một cái ví dụ mà mình được kê ra là một doanh nghiệp tuyệt vời ấy, nó phải có các cái đặc điểm như này. Tức là đầu tiên là cái vòng tròn lõi ấy, là cái tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp đấy nó phải rất là cao. Đó. Cái vòng tròn thứ hai là cái lợi nhuận thu về ấy, nó phải có cơ hội tái đầu tư được, đúng không? Ví dụ như là Bách Hóa Xanh chẳng hạn, cái cửa hàng đầu tiên của họ tỷ suất sinh lời là 30% một năm chẳng hạn, và họ lại lấy cái dòng tiền đấy họ mở cái cửa hàng thứ hai, đúng không? Thì là tỷ suất sinh lời tiếp tục là 30%. Và vòng tròn thứ ba đấy là lãnh đạo, đúng không? Ví dụ như là lãnh đạo là anh Tài là một người rất là tài năng, đức độ, thì tiếp tục cái quá trình đấy nó tiếp tục lên. Và cái vòng tròn ngoài cùng thứ ba đấy là cái lợi thế cạnh tranh bền vững ấy. Tức là càng nhiều doanh nghiệp thì cái lợi thế quy mô của doanh nghiệp ấy càng lớn, vì như thế thì nó grow lên. Thì cuối cùng đấy là cái yếu tố thứ năm để hình thành nên một cơ hội đầu tư tuyệt vời ấy, là cái mức giá của doanh nghiệp đấy, đúng không? Phải rẻ. Thì chúng ta nhìn vào đây là cái hình bên tay phải đấy, là cái quả bóng nó càng ngày nó càng to ra, thì là nó sẽ bật cái giá của doanh nghiệp lên thôi. Thì trong dài hạn là giá của doanh nghiệp, giá của cổ phiếu nó sẽ phản ánh giá trị của doanh nghiệp mà. Hay đấy, cái hình này mình thấy thích đấy. Thì cái này mình gọi chiến lược đầu tư này là mua công ty tuyệt vời với những lãnh đạo tuyệt vời ở mức giá tuyệt vời, ba cái tuyệt vời. Tuy vậy thì ba cái vây kép. mình nghĩ là cái chiến lược này nó thì dễ nhưng mà thực hành cũng rất là khó, vì cần rất là nhiều thời gian để tích lũy kiến thức ấy. Về nghiên cứu về mô hình kinh doanh, về lãnh đạo đánh giá thế nào là lãnh đạo doanh nghiệp tuyệt vời, thì cần rất nhiều thời gian để tích lũy cái này. Đây là một số cái chia sẻ của mình. Vậy thì qua các chia sẻ của các chuyên gia thì chúng ta thấy được là mỗi một người thì sẽ có một cái chiến lược để áp dụng thị trường riêng. Vậy thì các chuyên gia có thể đúc kết thành bài học gì để định hướng được cho nhà đầu tư không? Bởi vì lại trong cái tháng vừa rồi hay trong thời gian vừa rồi thì theo thống kê chúng ta có rất là nhiều tài khoản mở mới, thì đương nhiên đồng nghĩa việc là các nhà đầu tư mới tiếp xúc vào thị trường thì họ cần có những cái bài học để có thể vào thị trường một cách an toàn nhất để hướng đến cái mục tiêu thị trường. Thì các chuyên gia chia sẻ, anh nghĩ là cách nhanh nhất là hãy mua gói tích sản hưu trí và mua gói Digo của VNRAC, bởi vì trong này là thiết kế rất là bài bản rồi, thiết kế cho họ những cái khóa học. Mình cho rằng là cái việc đầu tiên mà nhà đầu tư cần làm là đầu tư cho chính bản thân mình, hiểu mình đã, và nâng cao được cái kiến thức như anh Tùng và các chuyên gia vừa nói, là để tích lũy cái này thì những cái nhà đầu tư vĩ đại họ bao nhiêu thời gian luôn đấy. Thì nếu mà tham gia những cái gói này là mình nghĩ là một cách rất là nhanh để mà chúng ta tham gia được các lớp học, không phải chỉ là về đầu tư cổ phiếu không, mà là về tài chính cá nhân, để có một cái phương án tổng thể hiểu mình, rồi học cái cách làm các tài chính ra sao, phân bổ tài sản như nào, hiểu các cái kênh đầu tư như nào, từng bước một, và có người đồng hành hỗ trợ mình đầu tư trong giai đoạn đầu, ví dụ mua chứng chỉ quỹ để biết được là cái cách mà PM đó người ta quản lý một cái danh mục đầu tư như nào, đúng không? Thì trong suốt quá trình như vậy thì mình sẽ học luôn những cái triết lý đầu tư này kia vân vân, để mình đúc kết cho chính mình, đúng không? Và nói chung là nhà đầu tư nên lưu ý là cứ 2 năm đầu tiên là xác định là chúng ta nên học hỏi cái đã, chúng ta chưa nên gọi là kích cái việc mà kiếm tiền, chưa nên là cái đặt nặng ngay từ đầu, mà chúng ta nên ưu tiên để học hỏi cái này kia vân vân. Thì mình nghĩ là tham gia các cái gói của VNRAC là một cách tuyệt vời để mà có thể lĩnh hội được các cái kiến thức như này. Và đầu tư là việc cả đời, đúng không ạ? Chúng ta cũng không cần phải vội vàng gì, mà chúng ta một khoản đầu tư hợp lý thôi, nhưng sẽ cho mình được một cái human capital cực kỳ lớn ở giai đoạn đầu. Đó là cái lời khuyên của anh là gì? Cần ba chuyên gia khác vào đây khuyên gì cho các nhà đầu tư ạ? Mình hoàn toàn đồng ý với anh Quang là bước chân vào thị trường, cái món đầu tư lớn nhất là đầu tư cho bản thân mình. Kể cả mình có không tham gia chứng khoán nữa thì mình cũng hiểu được rất là nhiều thứ nó tốt, rất là tốt cho cái cuộc sống cá nhân của mình. Học đầu tư nó giúp cho mình hiểu về kinh doanh, hiểu về kinh tế, hiểu về xã hội, hiểu về tâm lý con người, nó rất là nhiều thứ bổ ích. Ngoài ra anh Quang nói là có chuyện về chúng ta, cái sát sườn nhất của mình không phải là của chúng ta không phải đầu tư, mà là cái quản lý chi tiêu, quản lý tài chính của bản thân và gia đình, cái đấy là cái sát sườn hơn cả. Thì đến với cả DeWealth thì chúng ta sẽ học được cái sát sườn đấy hơn,
Và đầu tư thì cũng tùy vào thời gian mà mọi người có thể bỏ vào cho cái chuyện đầu tư ấy. Tùy là cái nhà đầu tư đấy muốn mình trở thành chuyên nghiệp hay là chỉ là biết, và hoặc là chỉ vẫn muốn giữ những cái cuộc sống như vừa nãy mình nói, cuộc sống của họ vẫn không bị ảnh hưởng gì về cái chuyện đầu tư này, thì họ chỉ bỏ chút thời gian thôi nhưng mà nó vẫn đạt được một hiệu quả. Thì tóm lại tất cả những cái vấn đề đấy thì nên được giải quyết bởi cái người chuyên nghiệp, ta sẽ nói chuyện với cả nhà đầu tư và sẽ dẫn dắt họ nên như thế nào sẽ tốt cho họ. Minh Họa có bài học gì cho nhà đầu tư, định hướng cho nhà đầu tư ạ? Từ kinh nghiệm của bản thân mình thì mình thấy là nếu mà chúng ta được tìm được người thầy đúng ngay từ đầu ấy, chúng ta sẽ rút ngắn cái quá trình gọi là đi lạc hướng của chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu chúng ta đi sai được ngay từ đầu thì có thể chúng ta mất rất nhiều năm và rất nhiều tiền, nhiều học phí, gọi học phí. Đấy thì bây giờ có một cái lợi thế rất lớn, đấy là các chương trình đào tạo và hướng dẫn trên nhà đầu tư bây giờ thực sự là nhiều hơn cách đây 10 năm rất là nhiều. Và nhà đầu tư nên tận dụng những cái chương trình như thế, bởi vì những chương trình như thế theo cá nhân của mình thấy bây giờ vẫn chi phí nó vẫn khá là rẻ. Nhưng mà so với khu vực thì chắc chắn là rất là rẻ. Thì đấy là những cái nơi mà mọi người sẽ rút ngắn được cái thời gian trải nghiệm và rút ngắn cả thu hẹp được cái chi phí, gọi là chi phí của việc thất bại trong đầu tư xuống rất là nhiều. Đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Bổ sung là cái chi phí đấy, chi phí đấy được tính nó rất là khác với cả chi phí mất tiền hoặc là chi phí học phí mà mình nói. Thông thường thì chúng ta nghe bảo là bỏ số tiền là khoảng 1 tỷ hoặc 2 tỷ học MBA nghe kinh, nhưng mà nhiều khi nó chỉ là một cái ý ở trong cái triết lý đầu tư thôi, nhưng mà nhiều khi mình phải mất 1-2 tỷ mình bỏ ra mình mới hiểu được ý đó. Nó bằng luôn một cái bằng MBA. Còn nếu mà mình chịu khó mình nghe và mình học ngay từ đầu ấy, mình thấm nhuần, mình cố gắng mình test với số tiền bé thì về sau mình đỡ được rất nhiều. Đấy chính là học phí. Cho nên là khuyến khích mọi người nên học trước, test trước, xong sau đó mới nâng dần số tiền của mình lên. Thực ra mình đừng nói là chi phí học phí nữa, mà ta coi đó là gì nhỉ? Cái khoản đầu tư vào bản thân mình. Thì tự nhiên là thế ngay. Nghe đúng rồi. Khi mình capital. Còn anh Tùng ạ? Mình xin phép nói slide một chút. Thì trước khi mà đưa ra cái lời khuyên hay định hướng cho nhà đầu tư ấy, thì mình muốn chia sẻ một cái ý gọi là vòng xoáy tiến bộ này ấy. Thì tức là cái công ty đầu trên thế giới ấy, nó được thành lập cách đây khoảng tầm 400 năm, công ty Đông Ấn và Tây Ấn. Thì hồi đấy là có một số doanh nhân mà họ huy động tiền từ công dân và đem sang Ấn Độ, họ mua một số hàng hóa và mang lại bán thì có lợi nhuận. Thì sau đấy là họ không biết là lúc mà phát hành cổ phiếu ra ấy, thì không biết là mô hình định giá như thế nào, thị trường chứng khoán lúc đấy là ra đời để cho nhà đầu tư mua bán cái cổ phần đấy. Thì mô hình công ty cổ phần ra đời cách đây 400 năm đó. Thì sau đấy là lý thuyết kinh tế thị trường của Adam Smith cộng với cả rất nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật đó. Thì là cái toàn bộ những cái mô hình này nó tạo thành một cái mình gọi là vòng xoáy tiến bộ, tức là nhà đầu tư góp tiền cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy làm ăn tạo ra lợi nhuận, đúng không? Trả lại tiền cho nhà đầu tư lại tiếp tục góp tiền cho doanh nghiệp để tạo ra cái vòng xoáy đấy, cứ thế nó đi lên. Thì qua khoảng 300 năm nay thì là cái đấy nó tạo ra một cái chúng ta biết là gọi là lãi kép, đúng không ạ? Trong vòng 300 năm nay thì chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta có được lợi nhuận ấy, thì theo mình là đấy là chúng ta tham gia vào cái mô hình đấy, chúng ta đóng góp những cho những cái tiến bộ của xã hội ấy. Thì chúng ta lựa chọn cái doanh nhân nào, doanh nghiệp nào xứng đáng được cầm tiền đi kinh doanh ấy, thì là chúng ta có được lợi nhuận chính là trong cái quá trình đấy. Thì mình cái chiến lược đầu tư của mình là đối với giá trị ấy, thì mình tin rằng như mình vừa nói, mình tin rằng là mình đóng góp vào cái vòng xoáy đấy, tại vì mình lựa chọn ra những cái doanh nghiệp tốt, lựa chọn ra những doanh nhân tốt để làm cho xã hội nó tốt lên, làm cho đất nước mình phát triển lên. Nếu mà quay trở lại với cái việc là lời khuyên dành cho nhà đầu tư cá nhân ấy, thì như những cái về đầu tư giáo dục như anh Khoa vừa nói, thì mình nghĩ là trong cái mô hình này ấy, nếu mà nhà đầu tư là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đấy chẳng hạn, ví dụ như họ chuyên gia về ngân hàng, họ chuyên gia về ngành dầu khí chẳng hạn,
thì họ có thể là tham gia vào vòng xoáy này bằng cách lựa chọn những cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực mà họ hiểu biết đấy, thì họ để họ đầu tư vào đấy thì giúp góp phần là đẩy cái vòng xoáy này, giúp cho phần cho đất nước nó tiếp tục phát triển lên. Còn nếu mà họ không có thời gian cũng như không phải làm chuyên gia trong một lĩnh vực nào cả, thì và họ không biết là tham gia vào cái vòng xoáy này như thế nào, vòng xoáy tiến bộ này như thế nào, thì họ có thể đến với cả VNRec, đúng không ạ? Chúng ta có những người ví dụ như anh Hiệp đây chẳng hạn, lựa chọn là những cái doanh nghiệp để giúp cho đất nước phát triển, đúng không? Giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phát triển. Đấy là lời khuyên. Vậy thì tổng lại là các chuyên gia của chúng ta đã đưa ra những cái lời khuyên cho nhà đầu tư là tốt nhất là nhà đầu tư nên đầu tư vào chính bản thân mình, đầu tư đi học để tăng cái human capital, hoặc là trong cái triết lý đầu tư của mình thì mỗi người sẽ có một cái triết lý riêng và các nhà đầu tư nên chọn ra triết lý có thể phù hợp với mình, hoặc là nhờ các chuyên gia của VN Direct có thể định hình cho mình cái triết lý để mình có thể rút ngắn được cái chi phí rủi ro cho bản thân trong quá trình đầu tư. Vậy thì chúng ta đến cái phần cuối cùng của chương trình là phần trả lời những câu hỏi của các của quý nhà đầu tư. Thì ở đây thì tôi cũng có nhận được nhận được khá nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư, đó là câu hỏi thứ nhất là theo các chuyên gia thì ở Việt Nam có nên đầu tư dài hạn hay không? Câu hỏi này xin dành cho anh Hiệp ạ. Rõ ràng là bây giờ mình bây giờ hỏi một cái nữa là mọi người nhìn thấy đất đai ở Việt Nam ấy, đầu tư bất động sản ở Việt Nam ấy, chả ai có một cái suy nghĩ là bất động sản Việt Nam giá đi xuống trong dài hạn cả, đúng không? Bởi vì đương nhiên mình nhìn thấy là đất nước hàng ngày thay ra đổi thịt, đúng không? Bao nhiêu năm nay mình thấy thay ra đổi thịt, người đông lên, đất ít đi, đô thị hóa rất là nhiều, rồi là những cái lô, tóm lại là mọi người nhìn thấy rõ ràng câu chuyện là không thể đảo ngược đất sẽ lên về dài hạn. Bởi là gì? Bởi cái đất nước này là đất nước tiềm năng phát triển rất là nhiều. Nó tới từ vị trí địa lý, nó tới từ cơ cấu dân số, nó tới từ thể chế chính trị, mọi thứ đều support cho một cái việc đi lên dài hạn đất nước này. Thế thì các doanh nghiệp nó chỉ là những tế bào của nền kinh tế đấy thôi. Thế thì rõ ràng nếu mà mọi người tin tưởng vào cái như vừa mà ban đầu của cái buổi này tôi nói về cái sự kiện Quad Plus mà các nước muốn là lôi thêm cả Việt Nam và tạo thành một cái chuỗi mới, đấy là có thể đánh dấu cái game change, cái thay đổi về mặt phục vụ chơi về chuỗi giá trị trên toàn cầu. Việt Nam được chọn, được Mỹ chọn vào trong cái chuỗi đó. Thế thì cộng thêm với cả những cái gì mà đang có của Việt Nam và sự thay đổi lịch sử Covid, nó chính là một sự kiện như thế, nó làm cho mọi thứ nó tiến triển nhanh hơn. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy bức tranh dài hạn của Việt Nam nó là như thế thì chả lý do gì cả nền kinh tế này không đi lên như là niềm tin của mọi người đất đai. Tại vì đất đai, mọi người nhìn bất động sản Việt Nam nó chỉ là một cái phần biểu hiện của cả nền kinh tế đi lên. Thế thì doanh nghiệp cũng vậy thôi. Thì tôi nghĩ là hoàn toàn ở Việt Nam rất phù hợp với đầu tư dài hạn. Câu hỏi thứ hai, tôi muốn bổ sung thêm một ý đấy, là cái việc câu trả lời có đầu tư dài hạn ở Việt Nam hay không, cụ thể là có đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán ở Việt Nam hay không ấy, thì tôi cũng support ý của anh Hiệp ấy, là chúng ta rất là nên đầu tư dài hạn ấy. Vì là cái như ý tôi nói vừa nãy là cái vòng xoáy tích cực ấy là nó mới bắt đầu thôi, vì chúng ta mới hội nhập với cả cái nền kinh tế thế giới trong khoảng vài thập niên gần đây. Thì nó khi mà chúng ta hình dung là cái hệ thống nền kinh tế thế giới nó là một cái bình nước như này, và chúng ta mới cắm hội nhập vào một thời gian, thì theo nguyên lý kiểu như là mình thông nhau á, thì là của cải mình, chúng ta cứ hình dung là như vậy, nó sẽ chảy tới chỗ. Cho nên là cái mức sống của Việt Nam hiện tại nó rất là thấp ấy, thì trong quá trình đấy thì mức sống của Việt Nam mình sẽ được nâng lên. Cái thứ hai là cái số lượng mà dân số mà sở hữu cái loại tài sản gọi là chứng khoán ấy, ở Việt Nam mình hiện nay cũng rất là thấp, đâu đấy khoảng tầm 1 đến 2 triệu tài khoản thôi, và dân số mình khoảng tầm 100 triệu, đúng không? Thì trong khi mà thống kê ở các nước phát triển thì cái tỷ lệ sở hữu cái tài sản chứng khoán đâu đấy khoảng tầm trên 30%. Có nghĩa là cái cầu trong tương lai nó còn rất là tăng rất là mạnh.
thì không có lý do gì tại sao mình lại không sở hữu đầu tư chứng khoán trong dài hạn ở thời điểm hiện tại này. Thực ra là nó có một cái mô hình, nếu mà anh em nào nghiên cứu cái mô hình neoclassical model ấy, đúng không, thì nó phân tích tương quan giữa các nền kinh tế. Thì ví dụ những nền kinh tế phát triển ấy, là người ta gần như người ta đã tối ưu cái phần gọi là total factor production rồi, cái ở mức gần như tối đa rồi, họ chỉ có thể tăng trưởng của họ là từ labor các thể loại luôn vậy thôi, nên là nó không có mấy. Nhưng Việt Nam mình vì cái tỷ lệ đó nó cũng thấp, đúng không, capital mình cũng còn ít, tức là cái capital per labor của mình vẫn còn cực kỳ thấp, vẫn còn tiềm năng tăng trưởng nhiều, dân số của mình vẫn tiếp tục tăng trưởng, mà gần đây thì chính phủ lại tiếp tục ra cái chính sách về dân số như này nữa rồi, khuyến khích kết hôn sớm rồi sinh sớm này kia vân vân các loại, thì mình tin rằng là cái tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam vẫn rất là ok. Và theo một cái báo cáo mình đọc của bên như là PricewaterhouseCoopers thì đến năm 2050 nhé, đến cái năm đó mà mình còn vượt qua rất là nhiều quốc gia châu Âu các thể loại luôn, mình nằm trong top 10 quốc gia có cái nền kinh tế lớn nhất, thì chẳng có lý do gì để không tin vào cái câu chuyện dài hạn ở Việt Nam cả. Nhưng mà câu hỏi này thì mình đọc mình thấy cũng hơi là lạ, bởi vì thật ra là bản chất của đầu tư là dài hạn, không chỉ ở Việt Nam đâu, ở tất cả các nơi trên thế giới nên là dài hạn. Đương nhiên là cũng có một hai cái trường phái tranh cãi nhau, đúng không? Có trường phái bảo là bây giờ muốn làm giàu nhanh ở Việt Nam nha, thì ông vô cơ hội, cái ý là các cơ hội nào ngon vô thật là nhanh để ông aggressive lên thời gian ngắn ông trở thành luôn là millionaire các thể loại luôn. Ok, vẫn có những cây đó, nhưng mà trước khi chúng ta nghĩ đến điều đó chúng ta phải xem thử là gì, không phải thấy người khác làm được mình làm được đấy. Chúng ta có cái điều kiện xung quanh giống như họ không, mình có thể sẵn sàng chấp nhận cái rủi ro như họ không, đúng không, khi xảy ra tình huống rủi ro khốc liệt như này mình gặp chịu được không. Tất cả những câu hỏi đó phải trả lời cho mình trước hết. Còn mình tin rằng là cái mô hình đã là đầu tư và theo mô hình quản lý tài sản và tài chính cá nhân thì luôn luôn là dài hạn và tích sản lâu dài, đó là một con đường mà nó có thể áp dụng cho phần đông nhiều người. Đó là cái quan điểm của mình. Vậy thì để tiếp theo cái câu hỏi đấy là một nhà đầu tư khác cũng hỏi là trường phái đầu tư dài hạn thì phù hợp với chiến lược nào và ngắn hạn thì phù hợp với chiến lược nào. Các chuyên gia mấy khoa. Mình chưa rõ chưa hiểu rõ câu hỏi này. Tức là đầu tư dài hạn thì phù hợp với chiến lược nào? Chứ ví dụ như ý là chắc là đầu tư giá trị hay là theo cơ bản ấy. Còn lướt sóng thì chắc dùng TA. Ông Khoa dùng hai tay hai súng mà. Là chắc hỏi là hợp lý rồi. Vừa học CMA vừa CMT này. Anh thì thấy là đầu tư dài hạn thì giống như anh Khoa nói thì là phải gắn với đầu tư giá trị rồi. Hoặc là đầu tư dài hạn thì có một cách rất là phổ biến bây giờ là đầu tư theo chỉ số ấy, cũng đầu tư dài hạn trong thời gian rất là dài và đầu tư đều đặn hàng năm. Còn đầu tư ngắn hạn thì như mình vẽ có một slide phân tích, thường là đầu tư ngắn hạn thì thường về thiên về cái phân tích kỹ thuật, đó, giá và là khối lượng phiếu, hoặc là theo tin tức doanh nghiệp chẳng hạn. Nhiều người họ có lợi thế về thông tin mà, hoặc là có khả năng dự đoán trong ngắn hạn mà lợi nhuận doanh nghiệp tăng đột biến chẳng hạn. Thì đấy là một số cái mà chiến lược đầu tư trong ngắn hạn mà mình biết. Cảm ơn Tùng. Vậy chúng ta đến với câu hỏi thứ ba, đó là tôi thích cổ phiếu tăng trưởng, có thể gợi ý cho tôi một số mã cổ phiếu được không và lý do tại sao? Vì đây chắc là câu hỏi này thiên về đầu tư mà hôm nay chúng ta chủ đề của chúng ta là triết lý, cho nên là xin phép câu hỏi này thì chúng tôi sẽ trả lời sau. Câu hỏi thứ tư đó là nếu đầu tư ăn cổ tức thì những ngành nghề nào ở Việt Nam được đáp ứng? Thì câu hỏi này cũng tương tự với đầu tư, nên là chúng tôi sẽ xin phép trả lời sau. Và chúng tôi cũng còn rất là nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư, nhưng mà do thời lượng chương trình còn hạn chế nên là chúng tôi sẽ xin phép trả lời qua inbox cho các nhà đầu tư. Và sau cái buổi trao đổi của các chuyên gia ngày hôm nay thì các nhà đầu tư có thể tham gia cái sản phẩm tích sản hữu trí của chúng tôi, và qua đó thì các nhà đầu tư có thể học hỏi các chuyên gia về cách thức đầu tư và về lên kế hoạch tài chính cá nhân, có một kế hoạch tổng thể để cho mình có mục tiêu trong đầu tư và có cái chiến lược rõ ràng để mình hướng đến đầu tư dài hạn. Buổi trao đổi của các chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay là kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.